giá chuẩn là bao nhiêu giá chuẩn là bao nhiêu giá chuẩn là bao nhiêu Thống cân cần giá chuẩn là bao nhiêu sẽ có một khoản phí bổ sung nhỏ sẽ có một khoản phí bổ sung nhỏ sẽ có một khoản phí bổ sung nhỏ. 약간의 추가 요금이 붙을 것입니다. sẽ có một khoản phí bổ sung nhỏ. món súp này có vị rất tuyệt. món súp này có vị rất tuyệt. món súp này có vị rất tuyệt. Súp vị rất tuyệt. 이 수프 맛있어요. Món súp này có vị rất tuyệt. Tôi có thể gửi hành lý bổ sung không? Tôi có thể gửi hành lý bổ sung không? Tôi có thể gửi hành lý bổ sung không? 추가로 짐을 보낼 수 있나요? Tôi có thể gửi hành lý bổ sung không? tôi có thể thử cái này không tôi có thể thử cái này không tôi có thể thử cái này không ý có ý bao tôi không? tôi có thể thử cái này không tôi muốn xác nhận chuyến bay tôi muốn xác nhận chuyến bay Tôi muốn xác nhận chuyến bay. 내 비행기 편을 확인하고 싶습니다. Tôi muốn xác nhận chuyến bay. Điều hòa bật thế nào? Điều hòa bật thế nào? Điều hòa bật, bật thế nào? 에어컨을 어떻게 켜야 하나요? Điều hòa bật thế nào? Hãy hủy món súp giúp tôi. Hãy hủy món súp giúp tôi. Hãy hủy món súp súp tôi. Hủy phụl 취소해 Hãy hủy món súp giúp tôi. 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 tôi thích hồng trà hơn cà phê. Tôi thích hồng trà hơn cà phê. Tôi thích hồng trà hơn cà phê. 난 커피보다 홍차를 좋아해요. Tôi thích hồng trà hơn cà phê. Bạn có muốn xem lại thực đơn không? Bạn có muốn xem lại thực đơn không? Bạn có muốn xem lại thực đơn không? Menu를 다시 보시겠습니까? Bạn có muốn xem lại thực đơn không? Hãy ăn đơn giản. Hãy ăn đơn giản. Hãy ăn đơn giản. Một chút đơn giản. Hãy ăn đơn giản. Đồ ăn đó rất ngon. Đồ ăn đó rất ngon. Đồ ăn đó rất ngon. Khữ ẩm 맛있었습니다. Đồ ăn đó rất ngon. Bạn có thể kéo rèm cửa sổ cho tôi được không? Bạn có thể kéo rèm cửa sổ cho tôi được không? Bạn có thể kéo rèm cửa sổ cho tôi được không? 창문 가리개 좀 닫아 Bạn có thể kéo rèm cửa sổ cho tôi được không? Điện thoại tôi đã hết pin. Điện thoại tôi đã hết pin. Điện thoại tôi đã hết pin. Handphone battery가 나갔어요. Điện thoại tôi đã hết pin. Bữa trưa nay có món gì đặc biệt? Bữa trưa nay có món gì đặc biệt? Bữa trưa nay có món gì đặc biệt? 점심 특선 요리는 뭐예요? Bữa trưa nay có món gì đặc biệt? Chuyến bay của bạn như thế nào? 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 Như thế nào? Hãy lấy bao nhiêu tỷ thích Hãy lấy bao nhiêu tùy thích. Hãy lấy bao nhiêu tùy thích. 원하는 만큼 가져가세요. Hãy lấy bao nhiêu tùy thích. Điểm dừng xe buýt gần nhất ở đâu? Điểm dừng xe buýt gần nhất ở đâu? Điểm dừng xe buýt gần nhất ở đâu? 가장 가까운 버스 정류장이 어디죠? Điểm dừng xe buýt gần nhất ở đâu? Để tôi trả. Để tôi trả. Để tôi trả. 이건 내가 낼게요. Để tôi trả. Tôi đỗ xe ở đây được không? Tôi đỗ xe ở đây được không? Tôi đỗ xe ở đây được không? 여기 주차할 수 있나요? Tôi đỗ xe ở đây được không? Bạn đã khóa xe chưa? Bạn đã khóa xe chưa? Bạn đã khóa xe chưa? Sanun chấm gần nói không? Bạn đã khóa xe chưa? Tôi muốn gọi dịch vụ phòng. Tôi muốn gọi dịch vụ phòng. Tôi muốn gọi dịch vụ phòng. Room service phụ tắc Tôi muốn gọi dịch vụ phòng. Chúng tôi có thể thanh toán riêng không? Chúng tôi có thể thanh toán riêng không? Chúng tôi có thể thanh toán riêng không? Taro 계산해 주세요. Chúng tôi có thể thanh toán riêng, riêng không? Bóng đèn bị cháy hết. Bóng đèn bị cháy hết. Bóng đèn bị cháy hết. 전구가 나갔어. Bóng đèn bị cháy hết. Chuyến bay bị hoãn. Chuyến bay bị hoãn. Chuyến bay bị hoãn. 항공편이 지연됩니다. chuyến bay bị hoãn Bạn trả tiền mặt hay thẻ tín dụng? Bạn trả tiền mặt hay thẻ tín dụng? Bạn trả tiền mặt hay thẻ tín dụng? 현찰 아니면 신용카드요? Bạn trả tiền mặt hay thẻ tín dụng? Có chỗ ngồi cho hai người không? Có chỗ ngồi cho hai người không? Có chỗ ngồi cho hai người không? 분명히 한 자리 있나요? Có chỗ ngồi cho hai người không? Hãy giải thích cho tôi. Hãy giải thích cho tôi hãy giải thích cho tôi. 설명을 부탁합니다 hãy giải thích cho tôi. xin vui lòng cho biết số thẻ xin vui lòng cho biết số thẻ xin vui lòng cho biết số thẻ. 카드 번호를 알려주세요. Xin vui lòng cho biết số thẻ. Đi lên tầng 1. Đi lên tầng 1. Đi lên tầng 1. 1 층으로 가세요. Đi lên tầng 1. Đi bằng xe bus thì mất bao lâu? đi bằng xe buýt thì mất bao lâu? đi bằng xe buýt thì mất bao lâu? 버스로 얼마나 걸려요? đi bằng xe buýt thì mất bao lâu? Hãy đặt điện thoại chế độ rung Hãy đặt điện thoại chế độ rung Hãy đặt điện thoại chế độ rung 핸드폰은 진동으로 해 Hãy đặt điện thoại chế độ rung. Tôi muốn nhận phòng bây giờ. Tôi muốn nhận phòng bây giờ. Tôi muốn nhận phòng bây giờ. 지금 하고 싶어요. Tôi muốn nhận phòng bây giờ. Có thể đổi giúp tôi 100 đô la này không? Có thể đổi giúp tôi 100 đô la này không? Có thể đổi giúp tôi 100 đô la này không? 200 달러 지폐 좀 바꿔 줄래요? Có thể đổi giúp tôi 100 đô la này không? Tôi có thể lấy hóa đơn không? Tôi có thể lấy hóa đơn không? Tôi có thể lấy hóa đơn không? 영수증을 받을 수 있을까요? Tôi có thể lấy hóa đơn không? Bạn có thích đi du lịch không? Bạn có thích đi du lịch không? Bạn có thích đi du lịch không? 여행을 좋아하십니까? Bạn có thích đi du lịch không? Hãy tắt điện thoại di động của bạn. Hãy tắt điện thoại di động của bạn. Hãy tắt điện thoại di động của bạn. 휴대폰을 꺼주세요. Hãy tắt điện thoại di động của bạn. Nó quá đắt đối với tôi. 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 Có cần tiền đặt cọc không? Có cần tiền đặt cọc không? có cần tiền đặt cọc không. 보증금을 내야 하나요? có cần tiền đặt cọc không. hãy nhường đường. hãy nhường đường. hãy nhường đường. 길을 비켜주세요. hãy nhường đường. Tôi sẽ ở nhà của chú tôi. Tôi sẽ ở nhà của chú tôi. Tôi sẽ ở nhà của chú tôi. 저의 삼촌 집에서 있을 겁니다. Tôi sẽ ở nhà của chú tôi. Ngày hết hạn là ngày mấy? Ngày hết hạn là ngày mấy? Ngày hết hạn là ngày mấy? 언제까지 유효합니까? Ngày hết hạn là ngày mấy? Bạn có phiền nếu đổi chỗ ngồi với tôi không? Bạn có phiền nếu đổi chỗ ngồi với tôi không? Bạn có phiền nếu đổi chỗ ngồi với tôi không? bạn có phiền nếu đổi chỗ ngồi với tôi không xe của tôi đã được kéo đi 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 Tôi thật sự đói. Tôi thật sự đói. Tôi thật sự đói. 정말 배고파요. Tôi thật sự, sự đói. Hãy luộc trứng lòng đào cho tôi. Hãy luộc trứng lòng đào cho tôi. Hãy lục trứng lòng đào cho tôi. 반숙으로 삶아 주세요. Hãy lục trứng lòng đào cho tôi. Hãy tắt bếp ga giúp tôi. Hãy tắt bếp ga giúp tôi. Hãy tắt, tắt bếp ga giúp tôi. 가스레인지 좀꺼 주세요 hãy tắt bếp ga giúp tôi bạn có giới thiệu món gì không 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 tôi có thể mượn bàn ủi không Tôi có thể mượn bàn ủi không? Tôi có thể mượn bàn ủi không? 좀 주시겠어요? Tôi có thể mượn bàn ủi không? Tôi đã ăn rất ngon. Tôi đã ăn rất ngon. Tôi đã ăn rất ngon. 너무 잘 먹었습니다. Tôi đã ăn rất ngon. Tiếng ồn nhiều quá. Tiếng ồn nhiều quá. Tiếng ồn nhiều quá. 잡음이 들려요. Tiếng ồn nhiều quá. Quá đắt. Quá đắt. Quá đắt. 너무 비싸다. Quá đắt. Tôi có thể thuê xe ở đâu? Tôi có thể thuê xe ở đâu? Tôi có thể thuê xe ở, ở đâu? 어디서 차를 빌릴 수 있나요? Tôi có thể thuê xe ở đâu? Cảm ơn bạn rất nhiều vì đã tiễn tôi. Cảm ơn bạn rất nhiều vì đã tiễn tôi. Cảm ơn bạn rất nhiều vì đã tiễn tôi. 나를 배웅해 주어 정말 고마워요. Cảm ơn bạn rất nhiều vì đã tiễn tôi. Tôi không có gì để mặc. Tôi không có gì để mặc. Tôi không có gì để mặc. 하나도 없네요. Tôi không có gì để mặc. Salad của tôi vẫn chưa có. Salad của tôi vẫn chưa có. Salad của tôi vẫn chưa có. 내 샐러드가 아직 나오지 않았어요. Salad của tôi vẫn chưa có. Bạn từ đâu đến? Bạn từ đâu đến? Bạn từ đâu đến? 어디에서 오셨어요? Bạn từ đâu đến? Ở đây, Ở đây ẩm quá. Ở đây ẩm quá. Ở đây ẩm quá. Ở đây ẩm quá. Cho tôi xem hóa đơn được không? cho tôi xem hóa đơn được không cho tôi xem hóa đơn được không cho tôi xem hóa đơn được không bạn dùng bữa sáng chứ bạn dùng bữa sáng chứ bạn dùng bữa sáng chứ 아침 식사는 하시나요? bạn dùng bữa sáng chứ. tôi đã ăn quá nhiều. 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 Tôi đã bị trộm mất hộ chiếu. 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 Tôi có phải chuyển biết không? 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 Chạm xăng gần nhất ở đâu? Chạm xăng gần nhất ở đâu? Chạm xăng gần nhất ở đâu? 가까운 주유소가 어디 있나요? chạm xăng gần nhất ở đâu đừng quên mua vé ngày hôm nay đừng quên mua vé ngày hôm nay đừng quên mua vé ngày hôm nay 오늘 티켓 사는 거 잊지 마세요 đừng quên mua vé ngày hôm nay tôi có thể đổi chỗ ngồi không 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 tôi mệt vì lệt múi giờ tôi mệt vì lệt múi giờ tôi mệt vì lệt múi giờ 시차 때문에 힘들어요. tôi mệt vì lệch múi giờ. nguyên liệu không tươi. nguyên liệu không tươi. nguyên liệu không tươi. 재료가 신선하지 않습니다. nguyên liệu không tươi. Có bốn người chúng tôi. Có bốn người chúng tôi. Có bốn người chúng tôi. 전부 네 명이야. Có bốn người chúng tôi. Cái này bao gồm phí dịch vụ không? Cái này bao gồm phí dịch vụ không? cái này bao gồm phí dịch vụ không. 봉사료까지 포함입니까? cái này bao gồm phí dịch vụ không. bạn đang ở khách sạn nào. bạn đang ở khách sạn nào. bạn đang ở khách sạn nào. 어느 호텔에 묵고 계세요? Bạn đang ở khách sạn nào? Tôi muốn bít tết của tôi chín đều. Tôi muốn bít tết của tôi chín đều. Tôi muốn bít tết của tôi chín đều. Chế steak nên chả đều. Tôi muốn bít tết của tôi chín đều. đều. Kiểm tra hành lý kiểm tra hành lý kiểm tra hành lý check in suamul kiểm tra hành lý từ đây đến sân bay bao xa từ đây đến sân bay bao xa từ đây đến sân bay bao xa 여기서 공항까지 얼마나 됩니까? Từ đây đến sân bay bao xa? Giá mua nhóm là bao nhiêu? Giá mua nhóm là bao nhiêu? Giá mua nhóm là bao nhiêu? 공동 구매하면 얼마예요? Giá mua nhóm là bao nhiêu? Bạn có muốn thêm cơm không? Bạn có muốn thêm cơm không? Bạn có muốn thêm cơm không? Bác 좀더 không Bạn có muốn thêm cơm không? Làm ơn hãy làm càng sớm càng tốt. Làm ơn hãy làm càng sớm càng tốt. Làm ơn hãy làm càng sớm càng tốt. 가능한 Làm ơn hãy làm càng sớm càng tốt. Xin lỗi vì đã không đón bạn bằng xe. Xin lỗi vì đã không đón bạn bằng xe. Xin lỗi vì đã không đón bạn bằng xe. 차로 데리러 가지 않아서 미안해. Xin lỗi vì đã không đón bạn bằng xe. cầu thang khẩn cấp ở đâu? cầu thang khẩn cấp ở đâu? cầu thang khẩn cấp ở đâu? 비상계단은 어디 있어요? cầu thang khẩn cấp ở đâu? <laughs> <laughs> Rất đậm đà, giàu hương vị. Rất đậm đà, giàu hương vị. Rất đậm đà, giàu hương vị. Bà 진하고 chỉ nào cũng không ạ Rất đậm đà, giàu hương vị. Thời gian lên máy bay. Thời gian lên máy bay. Thời gian lên máy bay. Thấp xuống. Thời gian lên máy bay. Tôi chuyển ở đâu? Tôi chuyển ở đâu? Tôi chuyển ở đâu? Ở 갈아타나요? Tôi chuyển ở đâu? Tôi chuyển ở đâu? Tôi chuyển ở đâu? Hãy đổ đầy cho tôi. Hãy đổ đầy cho tôi. Hãy đổ đầy cho tôi. Khả tích treo Hãy đổ đầy cho tôi. Vui lòng cho tôi xem thực đơn. Vui lòng cho tôi xem thực đơn vui lòng cho tôi xem thực đơn. Menu를 보여주세요. Vui lòng cho tôi xem thực đơn. Nó bị lỗi mốt. Nó bị lỗi mốt. Nó bị lỗi mốt. 그저 한때 유행이야 nó bị lỗi mốt. Tôi để chìa khóa trong phòng. Tôi để chìa khóa trong phòng. Tôi để chìa khóa trong phòng. Phòng ấy, tôi để chìa khóa trong phòng. phòng. Chuyến xe buýt cuối kia đi mất rồi. Chuyến xe buýt cuối kia đi mất rồi. Chuyến xe buýt cuối kia đi mất rồi. 저기 막차가 가버리는군. Chuyến xe buýt cuối kia đi mất rồi. Nhà vệ sinh ở đâu? Nhà vệ sinh ở đâu? Nhà vệ sinh ở đâu? 화장실이 어디 있습니까? Nhà vệ sinh ở đâu? Tôi sẽ trả bằng thẻ tín dụng. Tôi sẽ trả bằng thẻ tín dụng. Tôi sẽ trả bằng thẻ tín dụng. Xin nhung khai kiểu. Tôi sẽ trả bằng thẻ tín dụng. Tôi đến từ Canada. Tôi đến từ Canada. Tôi đến từ Canada. 나는 캐나다에서 왔어요. Tôi đến từ Canada. Phí vào cửa là bao nhiêu? Phí vào cửa là bao nhiêu? Phí vào cửa là bao nhiêu? 입장료가 얼마인가요? Phí vào cửa là bao nhiêu? Trông rất ngon. 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 Trông rất ngon món ăn thật ngon miệng, món ăn thật ngon miệng, món ăn thật ngon miệng, ẩm thực ngon món ăn thật ngon miệng, có mùi ẩm mốc, có mùi ẩm mốc, có mùi ẩm mốc. 곰팡이 냄새가 나요. có mùi ẩm mốc. tôi có thể bắt chuyến tàu cuối cùng không? tôi có thể bắt chuyến tàu cuối cùng không? tôi có thể bắt chuyến tàu cuối cùng không? 마지막 기차를 탈수 있을까요? Tôi có thể bắt chuyến tàu cuối cùng không? Nước bị rò rỉ. Nước bị rò rỉ. Nước bị rò rỉ. Nước bị rò rỉ. rỉ. Hãy đi theo GPS. Hãy đi theo GPS. Hãy đi theo GPS. 내비게이션을 따라가세요. Hãy đi theo GPS. Có ai đi cùng bạn không? Có ai đi cùng bạn không? Có ai đi cùng bạn không? 동승자 있습니까? Có ai đi cùng bạn không? Điểm dừng cuối cùng của chuyến tàu này là ở đâu? Điểm dừng cuối cùng của chuyến tàu này là ở đâu? Điểm dừng cuối cùng của chuyến tàu này là ở đâu? 이 열차의 종점은 어디입니까? Điểm dừng cuối cùng của chuyến tàu này là ở đâu? Tôi sẽ chở bạn về nhà tôi sẽ chở bạn về nhà tôi sẽ chở bạn về nhà 당신 집에 데려다 줄 겁니다 tôi sẽ chở bạn về nhà tôi có thể sử dụng thang máy không tôi có thể sử dụng thang máy không tôi có thể sử dụng thang máy không 엘리베이터를 이용할 수 있나요? Tôi có thể sử dụng thang máy không? Bạn ăn món tráng miệng gì? Bạn ăn món tráng miệng gì? Bạn ăn món tráng miệng gì? Thì 뭐가 thân bố nói Bạn ăn món tráng miệng gì? cảm ơn bạn đã chở tôi cảm ơn bạn đã chở tôi cảm ơn bạn đã chở tôi theo số của mò cảm ơn bạn đã chở tôi chắc chắn là đang giảm giá chắc chắn là đang giảm giá chắc chắn là đang giảm giá. 분명 세일을 하고 있을 거야. chắc chắn là đang giảm giá. mấy giờ phải trả phòng? mấy giờ phải trả phòng? mấy giờ phải trả phòng? 체크아웃 시간은 언제인가요? mấy giờ phải trả phòng? Chỉ cái này thôi. Chỉ cái này thôi. Chỉ cái này thôi. Chỉ có này thôi. Chỉ cái này thôi. Thịt hạ giá hôm nay. Thịt hạ giá hôm nay. Thịt hạ giá hôm nay. 오늘 고기가 할인입니다. Thịt hạ giá hôm nay. Có chất lỏng không? Có chất lỏng không? Có chất lỏng không? 있습니까? Có chất lỏng không? Bạn có thể cho tôi một ly nước không? Bạn có thể cho tôi một ly nước không? Bạn có thể cho tôi một ly nước không? khả cho Bạn có thể cho tôi một ly nước không? Bạn có thể chỉ cho tôi cách vận hành không? Bạn có thể chỉ cho tôi cách vận hành không? Bạn có thể chỉ cho tôi cách vận hành không? 어떻게 작동하는 거예요? Bạn có thể chỉ cho tôi cách vận hành không? Tôi bị mất thẻ tín dụng. Tôi bị mất thẻ tín dụng. Tôi bị mất thẻ tín dụng. 신용카드를 잃어버렸어요. Tôi bị mất thẻ tín dụng. Chúng, Chúng tôi hiện đang hết hàng. Chúng tôi hiện đang hết hàng. Chúng tôi hiện đang hết hàng. 현재 재고가 없습니다 chúng tôi hiện đang hết hàng. Tôi muốn mua giày leo núi. Tôi muốn mua giày leo núi. Tôi muốn mua giày leo núi. trứng son hoa chú Tôi muốn mua giày leo, leo núi. Cửa ở đâu? cửa ở đâu, cửa ở đâu, muốn nhiều thì nói không, cửa ở đâu, hôm nay có súp gì, hôm nay có súp gì, hôm nay có súp gì, 오늘의 스프는 뭐예요? Hôm nay có súp gì? Tôi muốn trả phòng muộn. Tôi muốn trả phòng muộn. Tôi muốn trả phòng muộn. 나는 늦게 체크아웃 하고 싶습니다. Tôi muốn trả phòng muộn. Có thể giặt đồ bằng máy này được không? Có thể giặt đồ bằng máy này được không? Có thể giặt đồ bằng máy này được không? 이거 세탁기 돌려도 되나요? Có thể giặt đồ bằng máy này được không? Hãy gói quà giúp tôi. Hãy gói quà giúp tôi. Hãy gói quà giúp tôi. 선물 포장을 하고 싶어요. Hãy gói quà giúp tôi. Khi nào, Khi nào bạn rời đi? Khi nào bạn rời đi? Khi nào bạn rời đi? 언제 떠나실 거예요? Khi nào bạn rời đi? Tôi không đủ khả năng mua. Tôi không đủ khả năng mua. Tôi không đủ khả năng mua. 나는 그것을 살 여유가 없다. Tôi không đủ khả năng mua. Thức ăn này bị thiêu rồi. Thức ăn này bị thiêu rồi thức ăn này bị thiêu rồi. 이 음식은 상했어요. thức ăn này bị thiêu rồi. hết kem dưỡng da rồi. hết kem dưỡng da rồi. hết kem dưỡng da rồi. rồi. 스킨이 다 떨어졌어요 hết kem dưỡng da rồi món này, món, món này là món gì 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 cái này có màu trắng không cái này có màu trắng không? Cái này có màu trắng không? 이거 흰색으로도 있나요? Cái này có màu trắng không? Bạn có muốn ăn trưa cùng nhau không? Bạn có muốn ăn trưa cùng nhau không? Bạn có muốn ăn trưa cùng nhau không? 점심 같이 하시겠습니까? Bạn có muốn ăn trưa cùng nhau không? Vui lòng đặt túi của bạn lên bàn cân. Vui lòng đặt túi của bạn lên bàn cân. Vui lòng đặt túi của bạn lên bàn cân. 가방을 저울에 올려놓으세요. Vui lòng đặt túi của bạn lên bàn cân. Tôi đã không uống rượu khi lái xe. 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 Điều khiển từ xa ở đâu? Điều khiển từ xa ở đâu? Điều khiển từ xa ở đâu? Lý mục con Điều khiển từ xa ở đâu? Ở đây hơi ngột ngạt. Ở đây hơi ngột ngạt ở đây hơi ngột nghẹt. 여긴 좀 답답해요. ở đây hơi ngột nghẹt. có thịt gì ở trong đó có thịt gì ở trong đó có thịt gì ở trong đó. 그 안에 어떤 고기가 들어가나요? có thịt gì ở trong đó? Tôi cần rửa xe. Tôi cần rửa xe. Tôi cần rửa xe. 내 차는 세차가 필요하다. Tôi cần rửa xe. Có wifi trong phòng không? Có wifi trong phòng không? Có wifi trong phòng không? 방에 와이파이가 있나요? Có wifi trong phòng không? Bạn muốn bữa trưa ăn gì? Bạn muốn bữa trưa ăn gì? Bạn muốn bữa trưa ăn gì? 점심으로 뭐 Bạn muốn bữa trưa ăn gì? Tôi chở bạn đi nhé. Tôi chở bạn đi nhé. Tôi chở bạn đi nhé. 내가 có Tôi chở bạn đi Tôi chở bạn đi nhé. Bạn muốn trả giá bao nhiêu? Bạn muốn trả giá bao nhiêu? Bạn muốn trả giá bao nhiêu? 어느 정도의 가격을 원하십니까? Bạn muốn trả giá bao nhiêu? Tôi có khoảng 2.000 đô la. Tôi có khoảng 2.000 đô la tôi có khoảng đô la, 2.000 đô la, khoảng nghìn đô la. Hãy giao hàng giúp tôi. Hãy giao hàng giúp tôi. Hãy giao hàng giúp tôi. Hãy Hãy giao hàng giúp tôi. Tôi no rồi. Tôi no rồi. Tôi no rồi. 배불러요. Tôi, no tôi no rồi. Tôi muốn xem qua. Tôi muốn xem qua tôi muốn xem qua. 난 그냥 구경만 하고 있어요. tôi muốn xem qua. bạn sẵn sàng để đi ra ngoài chưa. bạn sẵn sàng để đi ra ngoài chưa. bạn sẵn sàng để đi ra ngoài chưa. 외출 준비 다 됐나요? Bạn sẵn sàng để đi ra ngoài chưa? Tôi sử dụng căn phòng này có được không? Tôi sử dụng căn phòng này có được không? Tôi sử dụng căn phòng này có được không? 내가 이 방을 써도 괜찮습니까? Tôi sử dụng căn phòng này có được không? thời gian khởi hành khi nào thời gian khởi hành khi nào thời gian khởi hành khi nào 출발 시간이 언제입니까 thời gian khởi hành khi nào tôi để túi ở đây có được không tôi để túi ở đây có được không Tôi để túi ở đây có được không? 여기에 제 가방 좀 둬도 될까요? Tôi để túi ở đây có được không? Có vẻ như đã lỗi thời. Có vẻ như đã lỗi thời. Có vẻ như đã lỗi thời. Có đã lỗi thời. 유행이 지난 것 같네요. Có vẻ như đã lỗi thời. Chê biết đến. Chê biết đến. Chê biết đến. Ôi, sức ổn Chê biết đến. Tôi muốn một bữa ăn gia đình. Tôi muốn một bữa ăn gia đình tôi muốn một bữa ăn gia đình. 나는 가정식 밥을 먹고 싶어요. Tôi muốn một bữa ăn gia đình. Tôi có thể đi tàu điện ngầm ở đâu? Tôi có thể đi tàu điện ngầm ở đâu? Tôi có thể đi tàu điện ngầm ở đâu? 지하철은 어디에서 타죠? chút tôi có thể đi tàu điện ngầm ở đâu có đủ xăng trong bình không có đủ xăng trong bình không có đủ xăng trong bình không Thán khuê chỉừ chung vô nhìn nào có đủ xăng trong bình không tôi có thể xem phòng không tôi có thể xem phòng không tôi có thể xem phòng không 볼수 있을까요 tôi có thể xem phòng không tôi có thể nhận tiền hoàn lại không tôi có thể nhận tiền hoàn lại không Tôi có thể nhận tiền hoàn lại không? Hoàn불할 수 있나요? Tôi có thể nhận tiền hoàn lại không? Hãy đánh răng ngay sau khi ăn xong. Hãy đánh răng ngay sau khi ăn xong. Hãy đánh răng ngay sau khi ăn xong. 식후에 바로 양치질하세요. Hãy đánh răng ngay sau khi ăn xong. Tôi có thể đổi cà phê thành sữa không? Tôi có thể đổi cà phê thành sữa không? Tôi có thể đổi cà phê thành sữa không? 우유로 바꿀 수 있나요? Tôi có thể đổi cà phê thành sữa không? Tôi có thể đổi cà phê thành sữa không? lối này, lối này, lối này. 이쪽입니다. lối này. chạm tiếp theo là gì? chạm tiếp theo là gì? chạm tiếp theo là gì? 다음 역은 어디예요? tiếp theo là gì? Tôi sẽ trả bằng tiền mặt. Tôi sẽ trả bằng tiền mặt. Tôi sẽ trả bằng tiền mặt. 현금으로 낼게요. Tôi sẽ Tôi sẽ trả bằng tiền mặt có xương trên cửa sổ có xương trên cửa sổ có xương trên cửa sổ môn là nghe có xương trên cửa sổ chúng tôi muốn thêm một ít bánh mì chúng tôi muốn thêm một ít bánh mì Chúng tôi muốn thêm một ít bánh mì. Bánh chung thỏ 주세요. Chúng tôi muốn thêm một ít bánh mì. Quay quá cảnh ở đâu? Quay quá cảnh ở đâu? Quay quá cảnh ở đâu? Hoàn 카운터는 어디에 있습니까? Quay quá cảnh ở đâu? Bạn có thể cho tôi biết phòng vệ sinh ở đâu không? Bạn có thể cho tôi biết phòng vệ sinh ở đâu không? Bạn có thể cho tôi biết phòng vệ sinh ở đâu không? 화장실이 어디 있는지 알려 Bạn có thể cho tôi biết phòng vệ sinh ở đâu không? Tôi chỉ cần tắm không cần sông hơi. Tôi chỉ cần tắm không cần sông hơi. Tôi chỉ cần tắm không cần sông hơi. Nan mục dục của ta Tôi chỉ cần tắm không cần sông hơi. Lớn hay nhỏ? lớn hay nhỏ lớn hay nhỏ 큰거 아니면 작은 거요? lớn hay nhỏ có wifi ở đây không có wifi ở đây không có wifi ở đây không 여기 와이파이 있나요? Có wifi ở đây không? Bên trong chiếc xe này rộng rãi. Bên trong chiếc xe này rộng rãi. Bên trong chiếc xe này rộng rãi. 이 차의 내부가 넓네요. Bên trong chiếc xe này rộng rãi. Bạn nghĩ sao về việc cho tôi lái xe? Bạn nghĩ sao về việc cho tôi lái xe? Bạn nghĩ sao về việc cho tôi lái xe? 내가 운전하는 게 어때? Bạn nghĩ sao về việc cho tôi lái xe? Cộng ra số mấy? Cộng ra số mấy? cộng ra số mấy? mấy phần xuất cả? cộng ra số mấy? tôi chỉ xem thôi. tôi chỉ xem thôi. tôi chỉ xem thôi. 그냥 돌아보는 거예요. tôi chỉ xem thôi. Cô ấy có thể tự lái xe không? Cô ấy có thể tự lái xe không? Cô ấy có thể tự lái xe không? tự 운전할 수 있을까요? Cô ấy có thể tự lái xe không? Đây có phải là hàng bạn đang tìm kiếm? Đây có phải là hàng bạn đang tìm kiếm? Đây có phải là hàng bạn đang tìm kiếm? 이게 당신이 찾고 있던 건가요? Đây có phải là hàng bạn đang tìm kiếm? Bạn có thể giảm bao nhiêu? Bạn có thể giảm bao nhiêu? bạn có thể giảm bao nhiêu? 얼마까지 깎아 줄수 있어요? Bạn có thể giảm bao nhiêu? Đổ xăng 50 đô la. Đổ xăng 50 đô la. Đổ xăng 50 đô la. Kỳ 50 đô la. Đổ xăng 50 đô la. Tôi sẽ ở tại khách sạn. Tôi sẽ ở tại khách sạn. Tôi sẽ ở tại khách sạn. 호텔에서 머무를 겁니다. Tôi sẽ ở tại khách sạn. Tôi không có đồ khai thuế. Tôi không có đồ khai thuế. Tôi không có đồ khai thuế. 나는 신고할 물건이 없습니다. Tôi không có đồ khai thuế. Tôi đã đủ rồi. Tôi đã đủ rồi. Tôi đã đủ rồi. 나는 충분히 먹었어요. Tôi đã đủ rồi. Đồ ăn Trung Quốc thế nào? Đồ ăn Trung Quốc thế nào? Đồ ăn Trung Quốc thế nào? Trung Quốc 음식 어때요? Đồ ăn Trung Quốc thế nào? Bạn có muốn thử ăn không bạn có muốn thử ăn không bạn có muốn thử ăn không hắn nhịp thử cho không bạn có muốn thử ăn không ở đây có ghế cho trẻ em không ở đây có ghế cho trẻ em không ở đây có ghế cho trẻ em không. 아기용 의자 있나요? ở đây có ghế cho trẻ em không. có thể hạ giá giúp chút không. có thể hạ giá giúp chút không. có thể hạ giá giúp chút không. 가격을 좀더 내려줄 순 없나요? có thể hạ giá giúp chút không Trứng buổi sáng nay thế nào Trứng buổi sáng nay thế nào Trứng buổi sáng nay thế nào 오늘 아침 식사는 계란이 어때? Trứng buổi sáng nay thế nào tôi có thể mua loại này ở đâu tôi có thể mua loại này ở đâu tôi có thể mua loại này ở đâu 어디서 이런 걸살수 있나요 tôi có thể mua loại này ở đâu hãy đi đường vòng hãy đi đường vòng đi đừng vòng à hãy đi đừng vòng. vòng món này cay quá món này cay quá món này cay quá ý con béo ơiủ món này cay quá, món này cay quá. Món này cay quá. Tôi đã lên nhầm xe buýt. Tôi đã lên nhầm xe buýt. Tôi đã lên nhầm xe buýt. Bus một Tôi đã lên nhầm xe buýt. Kết nối internet chậm. Kết nối internet chậm. Kết nối no internet chậm. Internet tốc độa 느려요. Kết nối no internet chậm. Cái này có đang giảm giá không? Cái này có đang giảm giá không? Cái này có đang giảm giá không? 이거 세일 중인가요? Cái này có đang giảm giá không? Rẽ trái ở góc tiếp theo. Rẽ trái ở góc tiếp theo. Rẽ trái ở góc tiếp theo. 다음 코너에서 왼쪽으로 도세요. Rẽ trái ở góc tiếp theo. Tôi thiếu tiền lẻ. Tôi thiếu tiền lẻ. Tôi thiếu tiền lẻ. 잔돈이 부족해요. Tôi thiếu tiền lẻ. Tôi có vé chơi cả ngày. Tôi có vé chơi cả ngày. Tôi có vé chơi cả ngày. 나 자유 이용권 있어. tôi có vé chơi cả ngày. tôi có thể ngồi đây không. tôi có thể ngồi đây không. tôi có thể ngồi đây không. 여기 앉아도 되나요? tôi có thể ngồi đây không đây là lừa đảo đây là lừa đảo đây là lừa đảo ý có đây là lừa đảo trong vòng năm ngày trong vòng năm ngày trong vòng năm ngày 5일 동안이요. trong vòng năm ngày bạn có đủ tiền tiêu không? bạn có đủ tiền tiêu không? bạn có đủ tiền tiêu không? 쓸 돈은 충분히 있나요? bạn có đủ tiền tiêu không? Có phòng trống nào không? Có phòng trống nào không? Có phòng trống nào không? Bình방 있습니까? Có phòng trống nào không? Quốc tịch của bạn là gì? Quốc tịch của bạn là gì? Quốc tịch, của bạn là gì? Quốc tịch của bạn là gì? Quốc tịch của bạn là gì? Cái này có nhiều không? Cái này có nhiều không? Cái này có nhiều không? 이건 양이 không? Cái này có nhiều không? Tôi bị dán phiếu phạt đỗ xe trái phép. Tôi bị dán phiếu phạt đỗ xe trái phép. Tôi bị dán phiếu phạt đỗ xe trái phép. 주차 위반 딱지를 떼었어요. Tôi bị dán phiếu phạt đỗ xe trái phép. Ổ cắm điện ở đâu? Ổ cắm điện ở đâu? Ổ cắm điện ở đâu? 전기 콘센트가 ở đâu? Ổ cắm điện ở đâu? Bánh ngọt đủ không? Bánh ngọt đủ không? Bánh ngọt đủ không?

Tôi sợ độ cao. Tôi sợ độ cao. Tôi sợ độ cao. 나는 높은 곳이 무서워요. Tôi sợ độ cao. Hãy chia làm hai cho tôi. Hãy chia làm hai cho tôi. Hãy chia làm hai cho tôi. 두 개로 나눠 Hãy chia làm hai cho tôi. Đây là hóa đơn. Đây là hóa đơn. Đây là hóa đơn. 영수증 여기 있습니다 đây là hóa đơn hãy ăn, hãy ăn thoải mái hãy ăn thoải mái hãy ăn thoải mái hãy ăn thoải mái tôi muốn đổi cái này tôi muốn đổi cái này Tôi muốn đổi cái này. 이것 좀 교환해 주세요. Tôi muốn đổi cái này. Xin vui lòng cho tôi nước đá. Xin vui lòng cho tôi nước đá. Xin vui lòng cho tôi nước đá. 얼음물 좀 주세요. Xin vui lòng cho tôi nước đá. Phòng ăn trống. Phòng ăn trống. Phòng ăn trống. 그의 방은 비어 있다. Phòng ăn trống. Món tôi gọi chưa ra. Món tôi gọi chưa ra. Món tôi gọi chưa ra. 주문한 요리가 아직 안 나왔어요. Món tôi gọi chưa ra. Lốp xe bị thủng rồi. Lốp xe bị thủng rồi. Lốp xe bị thủng rồi. Tire에 펑크 났어요. Lốp xe bị thủng rồi. Đừng tắt, Đừng tắt động cơ. Đừng tắt động cơ. Đừng tắt động cơ. Đừng tắt động cơ. Bạn muốn thay đổi gì? Bạn muốn thay đổi gì? bạn muốn thay đổi gì. 무엇을 바꾸려고 합니까? bạn muốn thay đổi gì. hãy cẩn thận khi đi cầu thang. hãy cẩn thận khi đi cầu thang. hãy cẩn thận khi đi cầu thang. 계단 조심하세요 hãy cẩn thận khi đi cầu thang. hãy ăn gì đó ở trạm nghỉ. hãy ăn gì đó ở trạm nghỉ. hãy ăn gì đó ở trạm nghỉ. 휴게소에서 뭐 먹어요. hãy ăn gì đó ở trạm nghỉ. nghỉ. gần như là cho gần như là cho gần như là cho cũng cho nó thả được gần như là cho bạn có thể làm sạch vết bẩn này không bạn có thể làm sạch vết bẩn này không bạn có thể làm sạch vết bẩn này không bạn có thể làm sạch vết bẩn này không? Tôi muốn được massage da đầu. Tôi muốn được massage da đầu. Tôi muốn được massage da đầu. 두피 마사지를 하고 싶습니다. Tôi muốn được massage da đầu. Mục đích của chuyến đi này là gì? Mục đích của chuyến đi này là gì? Mục đích của chuyến đi này là gì? 이번 여행의 목적은 뭡니까? Mục đích của chuyến đi này là gì? Cho tôi vài cái nữa. Cho tôi vài cái nữa. Cho tôi vài cái nữa. Một Cho tôi vài cái nữa. Đồ giặt đã chất đóng. Đồ giặt đã chất đóng. Đồ giặt đã chất đóng. 세탁물이 쌓였어요. Đồ giặt đã chất đóng. Cái này miễn phí. Cái này miễn phí. Cái này miễn phí. 그것은 무료입니다. Cái này miễn phí. 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 Bạn hợp với màu hồng bạn hợp với màu hồng bạn hợp với màu hồng nó 분홍색이 잘 어울린다 bạn hợp với màu hồng tôi muốn gọi món giống như vậy tôi muốn gọi món giống như vậy tôi muốn gọi món giống như vậy 나도 같은 걸로 할게요. Tôi muốn gọi món giống như vậy. Mỗi chiếc là 40 đô la. Mỗi chiếc là 40 đô la. Mỗi chiếc là 40 đô la. 해당 가격은 40달러입니다. Mỗi chiếc là 40 đô la. Bạn có muốn gì khác nữa không? Bạn có muốn gì khác nữa không? Bạn có muốn gì khác nữa không? Bạn có muốn gì khác nữa Bạn có muốn gì khác nữa không? Bữa tối nay ăn gì? Bữa tối nay ăn gì? bữa tối nay ăn gì? 오늘 저녁 식사는 뭐죠? bữa tối nay ăn gì? tôi đang tắm. tôi đang tắm. tôi đang tắm. 난 샤워 중이에요. tôi đang tắm. Nước tắm ấm Nước tắm ấm Nước tắm ấm 목욕물이 미지근해요 đi Nước tắm ấm Hãy dưới thẳng tay. Hãy dưới thẳng tay. Hãy dưới thẳng tay. 팔을 쭉 주세요. Hãy duỗi thẳng tay. Đây là số xác nhận hành lý của bạn. Đây là số xác nhận hành lý của bạn. Đây là số xác nhận hành lý của bạn. 수화물 청구 번호입니다. Đây là số xác nhận hành lý của bạn. Có bao gồm bữa sáng không? Có bao gồm bữa sáng không? Có bao gồm bữa sáng không? 이 아침 식사가 포함되어 있습니까? Có bao gồm bữa sáng không? Tôi đang quá cảnh ở London. Tôi đang quá cảnh ở London. Tôi đang quá cảnh ở London. 나는 런던으로 환승 중입니다. Tôi đang quá cảnh ở London. Xe buýt này có đi vào trung tâm thành phố không? Xe buýt này có đi vào trung tâm thành phố không? Xe buýt này có đi vào trung tâm thành phố không? 이 버스가 시내로 가나요? Xe buýt này có đi vào trung tâm thành phố không? Bạn vui lòng đóng cửa lại được không? Bạn vui lòng đóng cửa lại được không? Bạn vui lòng đóng cửa lại được không? Muốn chung thả ta bạn vui lòng đóng cửa lại được không? Hành lý được mang lên máy bay. 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 Lên máy bay. Hết dầu gội rồi. Hết dầu gội rồi. Hết dầu gội rồi. Shampoo không có. Hết dầu gội rồi. Tôi cần một cái khăn ăn. Tôi cần một cái khăn ăn. Tôi cần một cái khăn ăn. 냅킨 좀 주실래요? Tôi cần một cái khăn ăn. Tôi không thích mùi hương này. Tôi không thích mùi hương này. Tôi không thích mùi hương này. 난저 향이 싫어요. Tôi không thích mùi hương này. Hàng này có phải là hàng hữu cơ không? Hàng này có phải là hàng hữu cơ không? Hàng này có phải là hàng hữu cơ không? 이거 유기농이에요? Hàng, hàng này có phải là hàng hữu cơ không? Hãy đi taxi. Hãy đi taxi hãy đi taxi. Taxi đi Hãy đi taxi. Đó là loại thịt gì? Đó là loại thịt gì? Đó là loại thịt gì? Cô ghi chủng Đó là loại thịt gì? Tôi dùng cốc này được không? Tôi dùng cốc này được không? Tôi dùng cốc này được không? 이 컵을 사용해도 되나요? Tôi dùng cốc này được không? Món này để lại dư vị. Món này để lại dư vị món này để lại dư vị, cấm massage không? món này để lại dư vị, chờ khoảng bao lâu, chờ khoảng bao lâu, chờ khoảng bao lâu, ối mazuki ta rửa hiểu chờ khoảng bao lâu quá ngọt so với khẩu vị của tôi quá ngọt so với khẩu vị của tôi quá ngọt so với khẩu vị của tôi đây thả 너무 달아요 quá ngọt so với khẩu vị của tôi hãy vừa ăn tối vừa nói chuyện nhé hãy vừa ăn tối vừa nói chuyện nhé Hãy vừa ăn tối vừa nói chuyện nhé. 저녁 식사를 하면서 얘기합시다. Hãy vừa ăn tối vừa nói chuyện nhé. Bạn có thể giới thiệu món cho tôi không? Bạn có thể giới thiệu món cho tôi không? Bạn có thể giới thiệu món cho tôi không? 추천할 요리가 있습니까? bạn có thể giới thiệu món cho tôi không. mùi thơm quá. mùi thơm quá. mùi thơm quá. 그건 향이 좋아요. mùi thơm quá. Bạn đang tìm kiếm túi à? Bạn đang tìm kiếm túi à? Bạn đang tìm kiếm túi à? 가방을 찾고 không Bạn đang tìm kiếm túi à? Tôi đang định về đây. Tôi đang định về đây tôi đang định về đây. 나는 막 떠나려던 참이었다. tôi đang định về đây. bạn lỡ chuyến xe buýt phải không? bạn lỡ chuyến xe buýt phải không? bạn lỡ chuyến xe buýt phải, phải không? 버스를 놓쳤나요? Bạn lỡ chuyến xe buýt phải không? Tôi có thể xem visa của bạn được không? Tôi có thể xem visa của bạn được không? Tôi có thể xem visa của bạn được không? 볼수 있을까요? Tôi có thể xem visa của bạn được không? có lối ra khác không, có lối ra khác không, có lối ra khác không, 다른 출구가 있습니까? có lối ra khác không, mạnh quá, mạnh quá, mạnh quá, 맛있어요. Mặn quá. Đường kẹt xe quá. Đường kẹt xe quá. Đường kẹt xe quá. Khi đi quăng bạc chút Đường kẹt xe quá. Chúng tôi sẽ quay lại chúng tôi sẽ quay lại chúng tôi sẽ quay lại tôi kéo chúng tôi sẽ quay lại cho tôi xuống ở đây làm ơn cho tôi xuống ở đây làm ơn cho tôi xuống ở đây làm ơn 여기에 내려주세요. Cho <tool> tôi xuống ở đây làm ơn. Tôi muốn chỗ ngồi ở lối đi. Tôi muốn chỗ ngồi ở lối đi. Tôi muốn chỗ ngồi ở lối đi. 통로 쪽 좌석으로 부탁합니다. Tôi muốn chỗ ngồi ở lối đi. Tôi muốn một vé tàu tốc hành đến New Orleans. Tôi muốn một vé tàu tốc hành đến New Orleans. Tôi muốn một vé tàu tốc hành đến New Orleans. New Orleans에 급행열차를 타고 싶어요. Tôi muốn một vé tàu tốc hành đến New Orleans. Tôi muốn đặt cho tối nay. Tôi muốn đặt cho tối nay. Tôi muốn đặt cho tối nay. 오늘 저녁 예약하고 싶습니다. Tôi muốn đặt cho tối nay. Xin cảm ơn. Xin cảm ơn. Xin cảm ơn. 정말 감사합니다. Xin cảm ơn. Rẻ quá. Rẻ quá. Rẻ quá. 정말 싸네요. Rẻ quá. Có nhận thẻ tín dụng không? Có nhận thẻ tín dụng không? Có nhận thẻ tín dụng không? 신용카드 받나요? Có nhận thẻ tín dụng không? Bạn có muốn thêm salad không? Bạn có muốn thêm salad không? Bạn có muốn thêm salad không? 샐러드 좀 드실래요? Bạn có muốn thêm salad không? Tổng cộng là bao nhiêu? 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 tôi cần sử dụng máy atm 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 vui lòng lấy cho tôi một cái ghế Vui lòng lấy cho tôi một cái ghế. Vui lòng lấy cho tôi một cái ghế. 의자를 가져다 주세요. Vui lòng lấy cho tôi một cái ghế. Bạn có phải người Mỹ không? Bạn có phải người Mỹ không? Bạn có phải người Mỹ không? 미국 사람인가요? Bạn có phải người Mỹ không? Chỗ chờ taxi ở đâu? Chỗ chờ taxi ở đâu? Chỗ chờ taxi ở đâu? taxi 타는 곳은 어디입니까? Chỗ chờ taxi ở đâu? Cước phí là bao nhiêu? Cước phí là bao nhiêu? Cước phí là bao nhiêu? Ún nhiêu nói Cước phí là bao nhiêu? Nhận phòng ở đâu? Nhận phòng ở đâu? nhận phòng ở đâu? Check-in ở đâu? Nhận phòng ở đâu? Sợi mì cứng. Sợi mì cứng. Sợi mì cứng. Cấm party tắt hiểu. Sợi mì cứng. Sợi mì cứng. Nóng không chịu nổi. Nóng không chịu nổi. Nóng không chịu nổi. 더워서 못 참겠어요. Nóng không chịu nổi. Bạn sẽ ăn gì? Bạn sẽ ăn gì? Bạn sẽ ăn gì? 뭐 먹을 거예요? Bạn sẽ ăn gì? Tầng nào có cửa hàng miễn thuế? Tầng nào có cửa hàng miễn thuế? Tầng nào có cửa hàng miễn thuế? 면세점은 몇 층이에요? Tầng nào có cửa hàng miễn thuế? tôi muốn thay đổi lịch trình tôi muốn thay đổi lịch trình tôi muốn thay đổi lịch trình 예약을 변경하고 싶어요 tôi muốn thay đổi lịch trình tôi có một cuộc hẹn ăn trưa tôi có một cuộc hẹn ăn trưa Tôi có một cuộc hẹn ăn trưa. 나는 점심 약속이 있어요. Tôi có một cuộc hẹn ăn trưa. Tôi có thể đặt phòng lúc 9 giờ không? Tôi có thể đặt phòng lúc 9 giờ không? Tôi có thể đặt phòng lúc 9 giờ không? 9시에 예약할 수 있나요? Tôi có thể đặt phòng lúc 9 giờ không? Tôi sẽ tự ủi quần áo. Tôi sẽ tự ủi quần áo. Tôi sẽ tự ủi quần áo. 확인질은 제가 할게요. Tôi sẽ tự ủi quần áo. Nó có ngon không? Nó có ngon không? Nó có ngon không? Bà không? Nó có ngon không? Ba đêm và bốn ngày. Ba đêm và bốn ngày. Ba đêm và bốn ngày. 3박 4일입니다. 3 đêm và 4 ngày. Tôi ghét cải bó xôi. Tôi ghét cải bó xôi. Tôi ghét cải bó xôi. 나는 시금치를 싫어해요. Tôi ghét cải bó xôi. Có một số thức ăn trong tủ lạnh. Có một số thức ăn trong tủ lạnh. Có một số thức ăn trong tủ lạnh. 냉장고에 음식이 있어요. Có một số thức ăn trong tủ lạnh. Tôi đã điều chỉnh lịch trình du lịch. Tôi đã điều chỉnh lịch trình du lịch. Tôi đã điều chỉnh lịch trình du lịch. 여행 일정을 조정했습니다. Tôi đã điều chỉnh lịch trình du lịch. Ghế này, Ghế này đã có ai ngồi chưa? Ghế này đã có ai ngồi chưa? Ghế này đã có ai ngồi chưa? 여기 자리 있습니까? ghế này đã có ai ngồi chưa hãy cho tôi hóa đơn 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 cảnh rất đẹp cảnh rất đẹp Cảnh rất đẹp. 경치가 참 좋네요. Cảnh rất đẹp. Thức ăn yêu thích của tôi là gà rán. Thức ăn yêu thích của tôi là gà rán. Thức ăn yêu thích của tôi là gà rán. 내가 좋아하는 음식은 치킨이에요 thức ăn yêu thích của tôi là gà rán. bạn mua xe mới à? bạn mua xe mới à? bạn mua xe mới à? chắc nếu à? bạn mua xe mới à? giá cả dạo này ngày càng tăng. Giá cả dạo này ngày càng tăng. Giá cả dạo này ngày càng tăng. 최근에 물가가 꾸준히 올랐습니다. Giá cả dạo này ngày càng tăng. Có nước uống có ga không? Có nước uống có ga không? Có nước uống có ga không? 탄산음료 있나요? Có nước uống có ga không? Xin vui lòng đỗ xe quay đầu ra phía trước. Xin vui lòng đỗ xe quay đầu ra phía trước. Xin vui lòng đỗ xe quay đầu ra phía trước. 전면 주차를 해주세요. Xin vui lòng đổ xe quay đầu ra phía trước. Tôi rất vất vả khi bắt taxi. Tôi rất vất vả khi bắt taxi. Tôi rất vất vả khi bắt taxi. Khi bắt taxi 힘들었어요. Tôi rất vất vả khi bắt taxi. Tôi muốn một ly nữa tôi muốn một ly nữa tôi muốn một ly nữa hân chăm thỏ chú tôi muốn một ly nữa mất khoảng ba mươi phút đi bộ mất khoảng ba mươi phút đi bộ mất khoảng ba mươi phút đi bộ 걸어서 3분 거리입니다. mất khoảng 30 phút đi bộ. là 80 đô la đã bao gồm thuế. là 80 đô la đã bao gồm thuế. là mươi đô la đã bao gồm thuế. 세금 포함해서 80달러입니다 là 80 đô la đã bao gồm thuế. Cà phê ấm Cà phê ấm Cà phê ấm Cà phê ấm Cái này ăn thế nào? Cái này ăn thế nào? cái này ăn thế nào? 이건 어떻게 먹는 거예요? cái này ăn thế nào? phải mất 30 phút. phải mất 30 phút. phải mất 30 phút. 30 phút 걸려요 phải mất 30 phút. Cay lắm. Cay lắm. Cay lắm. Ổm trong bếp ta. Cay lắm. Tôi muốn rời đi sớm 2 ngày. Tôi muốn rời đi sớm 2 ngày tôi muốn rời đi sớm hai ngày. 이틀 전에 떠나고 싶어요. Tôi muốn rời đi sớm hai ngày. Tôi muốn chuyển tới bàn phía kia. Tôi muốn chuyển tới bàn phía kia. Tôi muốn chuyển tới bàn phía kia. 저쪽 테이블로 옮기고 싶어요. Tôi muốn chuyển tới bàn phía kia. Hãy bớt 3 đô la cho tôi. Hãy bớt 3 đô la cho tôi. Hãy bớt 3 đô la cho tôi. 3 đô la cho tôi. Hãy bớt 3 đô la cho tôi.